Chào các bạn. Mấy hôm nay chúng ta thấy trên các cái mạng xã hội bàn tán rất là xôn xao về cái phim mà Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Quang Dũng đó. Thì bộ phim cũng đã được các nhà quản lý lên tiếng, cụ thể là cục điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đó, cũng đã lên tiếng. Thì với quan điểm cá nhân tôi á, thì tôi thấy có một số vấn đề mà tôi cần phải gọi là trao đổi ý kiến với các cái cơ quan quản lý nhà nước. Đó, chúng ta nhìn nhận một cách khách quan xem là cái bộ phim Đất Rừng Phương Nam này nó có xuyên tạc lịch sử hay không, và cái vai trò quản lý nhà nước của cục điện ảnh trong cái việc mà xét duyệt cái bộ phim này nó như thế nào. Thì rõ ràng chúng ta thấy là mấy ngày qua khi mà bộ phim ra rạp thì có rất nhiều ý kiến trái chiều phản ánh về cái nội dung của bộ phim đó, đặc biệt là về cái nội dung cốt lõi đó, về là cái vấn đề về xuyên tạc lịch sử nè, rồi trang phục không phù hợp nè. Trang phục đó là cái trang phục giống y cái trang phục của người Hoa chứ không phải là cái người dân Nam Bộ nè. Rồi đặc biệt á, là ca ngợi hai cái tổ chức Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn, hai cái tổ chức trong bộ phim, và cái vai trò của Cộng sản thì hoàn toàn lu mờ, thậm chí là không thấy xuất hiện luôn ở cái thời kỳ đó. Thì trước cái làn sóng chỉ trích đó thì với vai trò quản lý nhà nước thì ông cục trưởng, ông có cục trưởng cục điện ảnh á, cũng có lên tiếng rồi, thì các báo đã đưa rồi, rất nhiều báo đã chia sẻ cái nội dung đã đăng rồi. Thì với một cái người mà công chúng quan tâm thì tôi có hai vấn đề, bởi vì cái nội dung chia sẻ trả lời của ông cục trưởng có những cái chưa thuyết phục đó. Thì bản thân tôi sẽ có cái quan điểm cá nhân của mình. Thứ nhất là ông cục trưởng cho rằng bộ phim này ra đời trong cái bối cảnh là giai đoạn 1920, 1930, khi đó thì Đảng Cộng sản Đông Dương chưa ra đời, đúng không? Năm 1930 Đảng Cộng sản mới được thành lập ở bên Hồng Kông mà. Thì nghĩa là nếu bây giờ giai đoạn lịch sử này thì rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương chưa ra đời. Thì có nghĩa là ở Nam Kỳ đó, cái thời điểm đó chưa xuất hiện, chưa có Cộng sản. Nhưng mà ông cục trưởng này không biết đã xem chưa, xem bộ phim chưa? Đó. Thì ông đã đánh giá như vậy có đúng chưa? Bởi vì rất nhiều bạn xem phim cho rằng ngay cái tập 1 của bộ phim, tập đầu tiên của phim đã có thể hiện cái hình cái hai hai cái từ cộng sản rồi. Đó. Thứ nhất là cái phân đoạn cảnh mà lính Pháp vào gặp thầy giáo hiệu trưởng á, gặp hiệu trưởng trao đổi thì có nói một cái câu là ba của An là một tay cộng sản nguy hiểm đó. Rồi hoặc là một cái đoạn hội thoại khác thì nói là thầy có biết hai chữ cộng sản không. Thì rõ ràng với hai cái chi tiết này á thì đã có cái sự hiện diện của cộng sản, đúng không ạ? Đã có sự hiện diện cộng sản thì tại sao ông cục trưởng nói là cái bộ phim này khi ấy chưa có, gọi là cộng sản chưa có ra đời, như nên là chưa có xuất hiện cộng sản. Nhưng mà trong bộ phim nó đã thể hiện, mặc dù không rõ nét nhưng mà đã nhắc đến hai cái từ cộng sản rồi. Đó thì nghĩa là bộ phim này nó phải, cái bối cảnh lịch sử nó phải là những năm 1945 chứ không phải 30, 40 nữa. Đó. Khi đó thì Đảng Cộng sản đã có mặt ở
Nam Kỳ này rồi và đã lãnh đạo các phong trào đấu tranh ở miền Nam rồi, đúng không? Không hiểu vì lý do gì mà ông cục trưởng lại nói là bộ phim lấy bối cảnh 20-30 cho nên là không có sự xuất hiện của cộng sản đó. Rồi cái vấn đề nữa là cái bộ phim người nhắc đến thì cộng sản không thấy nhắc, nhưng mà đặc biệt nhắc đến cái vai trò của hai cái tổ chức gọi là Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn đó, các bạn thấy hai cái tổ chức Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn thì theo tìm hiểu và các bạn trên mạng chia sẻ thì rõ ràng hai tổ chức này nó xuất phát từ lâu lắm rồi và nó ở bên Trung Quốc từ cái thời mà phản Thanh phục Minh kìa, sau này nó đổi tên rất nhiều lần, đặc biệt là Thiên Địa Hội, cuối cùng sau này nó còn có cái tên là Hội Tam Hoàng các bạn. Mà các bạn biết rồi, cái Hội Tam Hoàng là một trong những cái gọi là băng nhóm tội phạm mafia đó, nó là dạng hoạt động như mafia mà lớn nhất thế giới, khét tiếng đó. Thì bộ phim lại ca ngợi hết mực về những cái thành viên của Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn, mặc dù ông cục trưởng đã có trao đổi là sẽ đổi tên hai cái hội này trong phim, nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy một điều là không hề có cái sự xuất hiện của Mặt trận Việt Minh, đúng không? Không có sự xuất hiện Việt Minh, không có người cộng sản lãnh đạo các cái cuộc khởi nghĩa để chống Pháp cái thời kỳ đó. Rõ ràng là họ không nhắc đến luôn, luôn mà còn 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 nhẹ, không nhắc đến cái vai trò của Đảng Cộng sản, của những người hoạt động ở Nam Kỳ lúc đó. Rồi cái thứ hai nữa là ông cục trưởng cho rằng 100% thành viên của hội đồng thẩm định thống nhất kết luận bộ phim không vi phạm luật điện ảnh nên được cho phép phổ biến. Thì cái vấn đề này tôi đã tìm hiểu thì tôi thấy tìm hiểu cụ thể là luật điện ảnh luôn nha các bạn. Trong luật điện ảnh thì ở cái điểm D khoản 1 điều 9 có quy định rất rõ ràng là những nội dung và hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Một nhỏ, nghiêm cấm hoạt động điện ảnh có nội dung sau đây. Đó, trong có rất nhiều nội dung A, B, C, D, E, F thì trong đó có cái điểm D là thể hiện rõ và nó phù hợp với cái bộ phim này, nó quy định cho cái dạng bộ phim này nè. Điểm D nó ghi rất rõ là xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân tộc, danh nhân anh hùng dân tộc, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân. Đó là toàn bộ cái nội dung của điểm D. Thì nó cũng dài nhưng mà có một phần đầu chúng ta thấy rất rõ là xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng là nghiêm cấm ở trong điện ảnh nha các bạn. Thì rõ ràng chúng ta thấy vậy thì căn cứ cái nội dung mà tôi phân tích ở cái phần thứ nhất thì bộ phim có xuyên tạc lịch sử hay phủ nhận thành tựu cách mạng không các bạn? Rõ ràng là có. Tôi thấy bộ phim gần như đã phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cái thời kỳ đó. Mà chúng ta chiếu theo cái điểm D khoản 1 điều 9 thì rõ ràng đã vi phạm luật điện ảnh. Rõ ràng đã vi phạm. Thì vấn đề này các cấp có thẩm quyền cần làm rõ để rộng đường dư luận. Nếu vi phạm, luật đã quy định rồi, nếu vi phạm thì không được chiếu, không được cấp phép. Đó. Không được thẩm định. À, các cơ quan có thẩm quyền tôi đề nghị là xem xét lại có vi phạm hay không, có hay không, và căn cứ theo luật, chúng ta đã có luật rồi thì chúng ta phải thực hiện theo luật đó. Và bên cạnh đó thì cá nhân tôi nhận thấy nè, cái ông cục trưởng cục điện ảnh và cái hội đồng thẩm định phim này đã thực hiện hết cái vai trò trách nhiệm của cơ quan xét duyệt điện ảnh hay chưa? Chúng ta thấy cụ thể là cái phim ra đời đó, phim được chiếu ra rạp thì dư luận họ họ phản ứng rất là dữ dội,
nó rất nhiều nội dung nha, chứ không riêng gì xuyên tạc đâu, còn nhiều thứ khác nữa. Thì sau đó thì hội đồng thẩm định mới đề nghị nhà sản xuất họ ngồi họp bàn lại, đề nghị sản xuất là sửa một số cái chi tiết đó, nghĩa là thay cái tên hai cái hội nhóm mà Nghĩa Hòa Đoàn và Thiên Địa Hội đó, thì thay tên gì thì không quan trọng, tên gì cũng được, nhưng mà cái cốt lõi là vấn đề ở đây là cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản khi đó thì không bao giờ không thấy được. Nếu mà thay là thay cả cái bộ phim đóng lại đó, vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Đó, và cái việc mà sai sót đó của bộ phim đó, thiếu sót đó, hầu hết quần chúng người ta coi phim người ta đều nhận thấy hết các bạn, họ thấy hết. Mà tại sao cái hội đồng thẩm định bao nhiêu người thì tôi không rõ, hội đồng có nghĩa là số đông, nhiều người có chuyên môn nha các bạn, chứ không phải là tay mơ, có chuyên môn để thẩm định, nhưng mà tại sao lại bỏ lọt rất nhiều cái chi tiết mà đến khi cộng đồng mạng rồi quần chúng họ phản ứng gay gắt mới bắt đầu đi chửi cháy đó. Các bạn thấy giống như là chắc là mỗi năm ở Việt Nam chúng ta sản xuất bao nhiêu bộ phim, chúng ta biết là chừng chục bộ phim mà nó không có nhiều, cho nên là đừng có nói là do áp lực thời gian đồ này kia không thẩm định kỹ, đó là sai nha. Chúng ta thấy Mỹ nè, Trung Quốc nè, Nhật, Ấn Độ nè, mỗi năm họ cho ra đời hàng trăm bộ phim, vậy tại sao họ vẫn thẩm định được? Đó, vấn đề nó nằm ở đâu? Các bạn thấy rõ chưa? Đó, nếu như hội đồng thẩm định làm hết vai trò trách nhiệm thì bộ phim đã không bị công chúng chỉ trích nhiều như vậy, đúng không các bạn? Tóm lại thì lịch sử dân tộc chúng ta cần phải được tôn trọng, không thể chấp nhận bất cứ cá nhân tổ chức nào, danh nhân nghệ gọi là nhân danh nghệ thuật mà cố tình gọi là bóp méo lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Những cái tác phẩm nghệ thuật phản ánh các cái giai đoạn lịch sử dân tộc thì hầu hết là có rất nhiều khán giả họ theo dõi, cho nên tác động rất là lớn đến cái hiểu biết của họ về lịch sử. Đó, cho nên chúng ta không thể hời hợt vô trách nhiệm với lịch sử. Xuyên tạc lịch sử nghĩa là xúc phạm anh hùng, xúc phạm vong linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho đất nước, cho dân tộc này. Đây là một vài cái ý kiến cá nhân tôi thôi. Kính mong các cấp có thẩm quyền lưu tâm để không xảy ra những cái trường hợp như bộ phim Đất rừng phương Nam này nữa. Đó. Và cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn.